anh Trương Trọng Sáng, 29 tuổi, cầu thủ bóng đá tại Hà Tĩnh bị chấn thương, dẫn đến đau cột sống kéo dài. Anh đã rất lo lắng. Vận động viên mà gặp phải chấn thương là vô cùng nguy hiểm vì nó có thể hủy hoại sự nghiệp thi đấu. May mắn là anh đã đến phòng khám ACC Đà Nẵng để điều trị kịp thời. Tại đây thì bác sĩ Eduard Sabody phát hiện anh bị thoát vị địa đệm L4, L5 và L5S1. Bác sĩ đã đưa ra liệu trình điều trị phù hợp cho anh bao gồm các phương pháp trị liệu thần kinh cột sống chiropractic để nắn chỉnh các đốt sống sai lệch về vị trí ban đầu, dùng các phương pháp vật lý trị liệu giúp tái tạo mô bị tổn thương, máy kéo giãn giảm áp cột sống DTS giúp địa đệm không còn chèn ép vào dây thần kinh cột sống. Ngoài ra thì anh còn được củng cố sức mạnh ở phần cơ thắt lưng bằng các bài tập phục hồi chức năng chuyên biệt. Nhờ đến ACC mà anh Sáng đã không cần phải phẫu thuật hoặc uống thuốc. Anh đã hoàn toàn hồi phục, trở lại tập luyện và thi đấu như bình thường.